Một số người lại băn khoăn rằng là tôi có bảo hiểm xã hội rồi, liệu mà tôi có cần bảo hiểm nhân thọ hay không? Trong video clip này thằng sẽ nói về việc đó. Khi một số anh chị công chức, một số người đi làm thì người ta thường nói như vậy. Thực tế thì có bảo hiểm xã hội rồi là tốt mà. Vì trong đó có bảo hiểm y tế, được đồng chi trả là 80-20. Nhà nước trả 80, mình trả 20. Một số kỹ thuật cao thì nhà nước hỗ trợ vài triệu, mặc dù chi phí nó vài chục triệu, nó vài trăm triệu, nhưng mà có hỗ trợ vẫn tốt hơn là không. Đó là bảo hiểm y tế. Bảo hiểm thai sản, thai sản thì đối với phụ nữ thì người ta nghỉ 6 tháng thì cái tiền bên đó là bảo hiểm xã hội người ta trả chứ doanh nghiệp không có trả. Chính vì vậy doanh nghiệp nào nói là nhân viên làm việc mà trong vòng 2-3 năm không được lập gia đình, không được thế này không được thế kia là không có đúng đâu, không có văn minh. Tại vì cái chuyện đó doanh nghiệp không có trả mà bảo hiểm xã hội sẽ trả. 6 tháng cái nhân viên đó nghỉ xin thì mình có thể thuê một người bạc thai bên ngoài, nhân viên thời vụ làm để thay thế cho cái người đó khi người đó nghỉ, thì đó là cái quyền lợi của họ. Chồng tùy theo tình trạng của vợ sẽ nghỉ được 3 ngày cho đến 1 tuần khi sinh nở. Còn bảo hiểm thất nghiệp thì mình làm 1 năm mình đóng 5 thì khi thất nghiệp mình nhận 1 tháng, đóng 10 năm thì mình nhận 10 tháng. Ý là thời gian nó càng kéo dài chừng nào thì cái việc đi xin việc là nó càng khó chừng đó, cho nên phải nhẫn dài. Thậm chí là mình phải nhận cái tiền thất nghiệp đó để mình chuyển đổi nghề nghiệp, để rồi mình có một cái nghề nghiệp mới để tiếp tục mưu sinh. Còn bảo hiểm xã hội thì sao? Bảo hiểm xã hội thì cứ lo cho mình đóng 30 năm, 60 hoặc 65 tuổi, để sau đó thì mình có tiền hưu trí. Cái đó mình có thể tham khảo trên mạng. Còn trong suốt 30 hay là 30 hay là 35 năm đó mình đóng chẳng hạn, nếu như mình không may mà mình mất đi sức khỏe thì người ta cũng trả cho mình những cái khoản tiền. Nếu mà hiện nay là 18 năm thì nhận được đóng 45% bình quân đóng 18 năm đó nếu khi mà mất sức khỏe. Tuy nhiên mà mới bình quân khoảng 45% mà nếu đóng dưới 18 năm nữa thì nó còn ít hơn nữa. Và ít hơn nữa thì chúng ta không đủ để mưu sinh khi chúng ta mất sức khỏe. Chúng ta không có thể đủ tiền để lo cho con cái khi chúng ta mất sức khỏe, vân vân và vân vân. Thì bảo hiểm nhân thọ nó mới giúp cho chúng ta là gì? Khi trong quá trình 30 năm đóng là có hưu trí như vậy, nó chuyện gì xảy ra mình vẫn được đảm bảo cái thu nhập đúng như ý mình muốn. Khi mình tham gia, ví dụ mình làm ra 1 tháng 20 triệu chẳng hạn, thì khi mình không còn sức khỏe nữa, không còn sức khỏe nữa thì bảo hiểm thọ cũng trả cho mình đủ 20 triệu đó. Thì mình đủ tiền mình sinh sống hàng ngày, đủ tiền để lo cho con ăn học. Mình muốn sức khỏe đi nữa thì vợ mình cũng phải có tiền để chăm sóc cho bản thân mình. Và mình có muốn sức khỏe đi nữa thì chuyện hiếu hỉ mình cũng phải chu toàn. Chính vì vậy mà hai cái công cụ là bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm xã hội nó sẽ bổ sung cho nhau, rồi giúp cho khách hàng có một cái kế hoạch tài chính chu toàn hơn. Tất nhiên ngoài cái chuyện bảo vệ thu nhập ra thì lâu nay thằng vẫn nói là bảo vệ tài sản của mình. Rồi, mình được chăm sóc sức khỏe, mình nằm được những cái nơi như ý, sạch sẽ, tương tức, mình được tích lũy và đầu tư. Và nếu như mình có muốn sức khỏe đi nữa thì mình cũng có thu nhập thì mình đóng. Còn nếu như mà mình khỏe mạnh, đó là điều tất cả chúng ta đều mong muốn, toàn mong muốn, cho thân chủ mình như vậy, công ty cũng muốn vậy. Thì khi 60, 65 tuổi anh chị về hưu, anh chị thay vì nhận 75% như những người bạn của mình thì mình có đầy đủ 100% lương. Như vậy thì nó vẫn tốt hơn cho quý anh chị. Để rồi anh chị có thể là bảo vệ thu nhập và giữ được cái thu nhập của mình khi mình đã về hưu. Nếu video clip này hay thì cho Toàn một like, chia sẻ cho mọi người hiểu. Thực tế có bảo hiểm xã hội nữa thì cũng cần bảo hiểm nhân thọ. Nhớ đăng ký kênh của Toàn để nhận được những video clip tiếp theo. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của anh chị. Xin chào.